không quang minh chính đại như cái tên bắt nguồn từ một anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. Thế nhưng, vẫn khiến từ dân thường đến các cơ quan tình báo, an ninh của Hoa Kỳ phải vất vả đi tìm trong hơn 30 năm nay. Kể từ khi bị lộ bí danh, rốt cuộc thì Perseus là ai? Một sĩ quan viên đã bị người Mỹ bỏ sót trong các đợt lùng bắt gián điệp Liên Xô? Hay chỉ là một nhân vật được KGB hư cấu để đánh lạc hướng điều tra của giới chức Mỹ? Sự bí hiểm cùng với những chiến công được phía Nga công bố một phần đã khiến cái tên Perseus dần sánh ngang với điệp viên 007 trong lòng công chúng Mỹ, khiến người Mỹ càng tò mò muốn tìm hiểu cho ra nhé. Chào mừng đến với Battle Cry, lịch sử thế giới. Liên Xô úp mở. Những năm cuối 80, đầu 90 của thế kỷ trước là một giai đoạn hỗn loạn tột độ của Liên bang Xô Viết. Một loạt những chính sách sai lầm trong quá trình cải tổ, trong đó có chính sách công khai các tài liệu tối mật, đã khiến hệ thống tình báo được xếp vào hàng mạnh nhất nhì thế giới của nước này gần như tê liệt. Ngày 25 tháng 12 năm 1991, Liên Xô tàn rã. Hậu quả kéo theo là nền kinh tế xã hội của các nước hậu Xô Viết khủng hoảng một cách trầm trọng. Lương thưởng của rất nhiều sĩ quan và cựu sĩ quan tình báo dần không thể đuổi kịp với đà lạm phát phỉ mã. Bần cùng bất đắc dĩ, họ phải làm cái điều cực kỳ tối kỵ trong cuộc đời mà bắt buộc phải sống trong bóng tối của mình. Đó là xuất hiện trước công chúng để công khai những điều không được phép kể ra, để mong kiếm thêm miếng cơm manh áo. Trong quá trình làm cái điều đáng xấu hổ đó, vào năm 1991, đại tá KGB kiêm nhân viên quan hệ công chúng Vladimir Chikov đã viết một số bài báo cho tờ báo của Nga có tên Thời Đại Mới, với nội dung kể về những gián điệp đã có công lớn trong việc tuồn những thông tin mật của dự án Manhattan cho Liên Xô. Đáng chú ý, trong phần bài ca ngợi công lao của vợ chồng nhà Maurice Cohen và Lona Cohen, Chikov đã nhắc tới một nhân vật kỳ lạ chưa từng được phía CIA, NSA hay FBI của Mỹ biết tới, đó là Perseus. Chikov còn kể tiếp rằng giữa Perseus và vợ chồng nhà Cohen vốn là chiến hữu trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Đến những năm 40, phong thanh nghe được tin Mỹ đang có dự án sản xuất vũ khí siêu hủy diệt, Perseus đã chủ động liên hệ với vợ chồng nhà Cohen, khi đó vốn đang sống tại New York, để gia nhập vào tình báo Liên Xô và được chấp thuận. KGB đã giúp cho Perseus có được một lý lịch hoàn hảo là một kỹ sư khoa học để luôn vào bộ máy sản xuất trong dự án Manhattan. Từ đó, có thể đánh cắp được nhiều thông tin quý giá về công nghệ sản xuất bom nguyên tử cho Liên Xô. Sự huyền bí của Perseus tiếp tục được đẩy lên cao độ khi liên tiếp nhiều sĩ quan tình báo có uy tín khác của KGB đứng ra khẳng định sự tồn tại của nhân vật này. Đó là cựu lãnh sự Liên Xô tại New York, Anatoly Yaskov, có bí danh khi làm tình báo là Anatoly Yakovlev. Năm 1992, Yaskov đồng ý trả lời phỏng vấn của tờ Washington Post về cách thức tuyển dụng Perseus vào làm việc, đồng thời còn cho biết theo nhân vật này có nhiệm vụ điều phối các điệp viên nguyên tử ở Hoa Kỳ. Rồi tiếp đó là những nhân vật được ví như bạn của Perseus, gia đình nhà Cohen cũng đứng ra xác nhận rằng ông bạn thân nhà mình có tồn tại. Trước khi gần đất xa trời, vào năm 1995, Maurice Cohen có bổ sung thêm một manh mối nữa là Perseus có vỏ bọc là một nhà vật lý trẻ tuổi trong dự án Manhattan. Sau khi dự án thành công với sự ra đời của hai quả bom nguyên tử ném vào Nhật Bản, Perseus đi học tiếp tại Đại học Chicago, rồi còn tham gia vào phong trào phản đối phổ biến vũ khí hạt nhân tại ngôi trường này. Perseus đã nhiều lần từ chối nhận lương của KGB. Khi bạn hỏi tại sao làm vậy, thì Perseus tuyên bố như sau: "Tôi hợp tác với họ vì chính nghĩa, chứ không phải vì tiền. Tôi muốn hiến dâng cuộc đời để ngăn chặn một thảm họa hạt nhân đang trực chờ đe dọa nhân loại. Bởi tôi nhận ra mối hiểm họa của một vụ hủy diệt tầm cỡ này. Điều này thúc đẩy tôi chống lại nó từ trong hàng ngũ Xô Viết." Thế là hết. Còn lại, các chi tiết về tuyển dụng, cách thức đánh cắp thông tin mà ông Maurice kể ra thì cũng y như ở trên. Người vợ Lona Cohen ngay trước khi qua đời vào năm 1992 đã có một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với nhà sử học Walter Snell. Trong cuộc phỏng vấn đó, Lona Cohen xác nhận rằng bà ấy đã thực hiện ít nhất là một chuyến đi giữa Albuquerque và New York để vận chuyển thông tin mật bị đánh cắp từ Hoa Kỳ. Nhưng cô ấy không thể nhớ rõ mình đã phỏng vấn ai ở New Mexico, nói rằng đó có thể là một nhà khoa học hoặc nhà vật lý. Và như thế, để khiến cho nước Mỹ một phen hốt hết cả hoảng lên, tất cả các gián điệp trên, dù đã bóng gió ít nhiều thông tin đã kể, nhưng cũng đồng lòng chung sức
giữ kín tên tuổi thật của đồng đội tới mức còn ôm theo súng mồ. Ít ra thì họ cũng đã tiết lộ thêm một điều cuối cùng, đó là Perseus giờ đây vẫn còn sống và chưa bị bắt. Mỹ hốt hoảng truy tìm. Việc các điều viên của Liên Xô kể về Perseus và những chiến công do người này làm nên đã khiến chính quyền Mỹ hốt hết cả hoảng lên thật. Điều viên siêu hạng thế này mà vẫn còn chưa bị bắt thì có khi là giờ vẫn còn đang hoạt động chứ chẳng đùa. Khả năng cao nhất là đã làm cho phía Liên bang Nga. Dự đoán này lại càng có cơ sở hơn khi phía Nga liên tục từ chối cung cấp thông tin về Perseus với cái cớ là KGB đã tan rã từ lâu, nên tài liệu mật của họ giờ đã được phân loại trong hỗn loạn để truyền về cho các cơ quan tình báo thuộc các nước trong cộng đồng các quốc gia độc lập SNG. Có muốn thì đi tìm các nước đó mà hỏi. Trong chính quyền Mỹ đã loạn như vậy, công chúng thì lại càng xì xèo ầm ĩ hơn. Bên phản đối và bên ủng hộ về sự tồn tại của Perseus liên tục đưa ra những bằng chứng để bảo vệ luận điểm của mình. Thậm chí đã có những cáo buộc rằng Perseus có thể có liên đới trong nhiều sự việc bí ẩn hoặc các thất bại của nước Mỹ như vụ ám sát Tổng thống John Kennedy 1963, cuộc tổng tấn công và nổ dậy Tết Mậu Thân năm 1968, hay là vụ tai tiếng nghe lén Watergate từ năm 1972 tới 1974. Rồi thì còn hài hước tới mức có người còn cho rằng Perseus và tên không tặc DB Cooper, kẻ đã từng gây nên vụ cướp máy bay tống tiền vào năm 1971 khiến cả nước Mỹ rúng động là một. Lý lẽ thì không thể ngô nghề hơn. Cả hai cứ như khói thuốc lá vậy, phá hơi khiến người đối diện ho sặc sụa lên một trận rồi là tan biến luôn, chả biết tâm tích đâu một lần. Nào, giờ thì bình tĩnh để phân tích lại. Thông qua bằng chứng mà các cựu điều viên Liên Xô kể lại, phía Mỹ tạm thời có một phác thảo như sau. Giới tính là nam, có thể xem tuổi của Maurice Cohen, tức là sinh vào khoảng từ cuối những năm 1900 đến đầu những năm 1910, nhưng cũng không tránh khỏi khả năng là bạn vong niên. Từng tham gia đoàn quân tình nguyện trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha 1936-1939, được KGB tuyển tại thành phố New York vào khoảng năm 1940-1941. Lý lịch ngoài sáng là một nhà vật lý tham gia trong dự án Manhattan với vai trò là điều phối các điều viên nguyên tử ở Hoa Kỳ. Hoàn thành xong dự án thì đi học tiếp tại học Chicago, đã từng tham gia vào phong trào phản đối phổ biến vũ khí hạt nhân tại ngôi trường này, và quan trọng hơn là đến bây giờ vẫn chưa bị bắt và vẫn còn sống. Thông qua những hiểu biết này, phía Mỹ đã bắt đầu lục lọi các bằng chứng từng giúp mình bắt giữ nhiều gián điệp khác của phía xã hội chủ nghĩa. Khi lần dở lại hơn 3.000 tin nhắn trong dự án phản gián có tên là Verona, CIA, NSA và MI6 của Anh đã phải ôm mặt than trời khi hình như họ đã sắp tóm được Perseus rồi mà không biết. Lục lọi các tin nhắn của KGB bị Mỹ giải mã đến đoạn liên lạc trong nửa đầu những năm 40 của ổ gián điệp KGB đôi lúc các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Los Alamos trực thuộc điều hành của dự án Manhattan là Klaus Feist, David Greenlatt và Theodore Holmes. Họ đã tìm thấy một mật mã điệp viên có tên là Perse hoặc Forgels. Có phải là Perseus mà họ đang tìm không? Chỉ biết rằng ngay từ năm 1946, ứng với lời kể của Maurice Cohen là đi học tiếp tại đại học Chicago, Perseus đã không có thêm một liên lạc nào cho đội ngũ gián điệp của Klaus Vance. Có thể là do đã được điều chuyển để làm các nhiệm vụ khác như gây bất ổn trong lòng Hoa Kỳ với chính phong trào phản đối phổ biến vũ khí hạt nhân chẳng hạn, hoặc là được thăng cấp và đã có một mạng lưới riêng, cũng có thể. Đến đoạn này thì phía Mỹ rơi vào tình trạng mò kim đáy bể thực sự. Làm cách nào để dò la ra được manh mối bây giờ? Chả nhẽ lại đào mồ gọi các nhà khoa học trong dự án sản xuất bom nguyên tử năm xưa để thẩm vấn, hay là điều tra tất cả các sinh viên đã từng học tại đại học Chicago? Perseus thực sự là quá ghê gớm. Những lớp áo bí ẩn chồng lên nhau. Ngay khi cả nước Mỹ đang hăng say truy tìm người gián điệp Liên Xô siêu hạng ở trên, thì bất ngờ từ phía nước Nga, quốc gia kế tục Liên Xô, cả thế giới khi đó được phen ngỡ người khi nhìn vào KGB bỗng dưng lạ thế. Nhân sự của mình mà còn không biết có tồn tại hay không, để giờ cơ quan tan rã rồi thì lại quay ra cãi vã nhau về sự tồn tại của đồng đội mình. Năm 1994, Trung tướng đặc vụ Liên Xô Pavel Suropratov đã cho xuất bản cuốn sách Những chiến dịch đặc biệt. Trong sách, ông úp mở rằng ông không nhớ mật danh đó, và theo ý kiến của ông, có thể Yaskov hoặc các cộng sự của ông đã tạo ra Perseus để che đậy danh tính thực sự của những người cung cấp thông tin cho Liên Xô. Rồi thì một pha quay xe bất ngờ đã xảy ra vào năm 1996 đến từ phía của Vladimir Chikov. 5 năm trước, viết báo
kể về người ta như đúng rồi. 5 năm sau, lại đăng đàn thông báo rằng Perseus là một nhân vật hư cấu để nhằm đánh lạc hướng của CIA và NSA. Bằng cách này, họ muốn bảo vệ điệp viên Theodore Hall, một trong những thành viên đã tham gia tích cực nhất trong mạng lưới Klaus Fund. Về sau khi bị Mỹ hốt trọn trong dự án Venona, phía KGB thấy không còn lý do để phải duy trì ảo ảnh Perseus nữa, nên mới có cơ sự là nhân vật này bỗng chốc bốc hơi bất thường sau năm 1946. Đồng tình với quan điểm trên, trong cuốn sách Bombshell: The Secret Story of America's Unknown Atomic Spy Conspiracy, hai tác giả Joseph O'Brien và Marcia Costell đã dành chương thứ 20 cho Perseus với tiêu đề Thần thoại Perseus để kết luận rằng điệp viên này chưa bao giờ tồn tại. Theo các tác giả, KGB có thể đã tạo ra Perseus với mục đích là gây tâm lý chiến khiến nước Mỹ bất ổn, thậm chí là tham nhũng thêm ngân sách của nhà nước Liên Xô. Đang cảm thấy như mọi chuyện đã dần đi vào hồi kết thì bất ngờ, sang năm 1999, giáo sư Jeremy Stone, chủ tịch Hiệp hội Khoa học gia Hoa Kỳ, trong cuốn Every Man's Trial đã tuyên bố rằng ông biết Perseus là ai. Tuy chỉ bóng gió người này với cái tên là tiến sĩ X hoặc nhà khoa học X, nhưng chỉ với một ý rất nhỏ là nhà khoa học này là bạn thân của mình, công chúng đã đào bới và cho rằng đó chính là nhà vật lý Philip Morrison. Thế nhưng, vấn đề đặt ra đứng trước dò hỏi của công chúng thì Philip Morrison đã viết thư cho ông bạn tốt và tuyên bố thẳng mình không phải là Perseus. Theo điều tra từ phía Mỹ, Philip Morrison đã có 3 chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng. Thứ nhất, cùng thời điểm mà Perseus tham gia nội chiến Tây Ban Nha từ 1936 đến 1939 thì Morrison đang học tại Berkeley. Thứ hai là do ảnh hưởng từ bệnh bại liệt, chân của Morrison bị tật tới mức ông phải chống gậy để đi lại. Người ngợm như này thì làm sao mà đi đánh trận được. Thứ ba là cùng thời điểm mà Perseus được KGB tuyển ở New York, ông cùng với gia đình đang sống ở Pittsburgh, Pennsylvania. Và thế là lại bế tắc. Và rồi, thì như thể khiến cho mọi thứ càng thêm rắc rối hơn, một điệp viên Liên Xô đã thoát ly tên là Yuri Bezmenov đã tuyên bố rằng Perseus là một đòn tâm lý chiến mà Liên Xô tặng cho Mỹ để khiến Mỹ hỗn loạn từ bên trong, bằng cách tiêm nhiễm tin giả liên tục, khiến công chúng Mỹ dần rơi vào tình trạng hoang mang, nghi ngờ về bất cứ thông tin gì mà họ biết được. Từ nền tảng trên, Liên Xô sẽ giật dây và đạo diễn những sự việc khiến cho nội bộ nước Mỹ trở nên bất ổn và từ đó gây bạo loạn lật đổ. Tính toán là thế, nhưng sự sụp đổ của Liên Xô đã chứng minh một điều rằng kế hoạch tạo ra Perseus để phá rối Mỹ từ bên trong đã thất bại. Mới đây nhất, vào năm 2010, nhà sử học John Ernst và học giả Harvey Clouse đã nhờ tài liệu của FBI được giải mật vào những năm 2010 tuyên bố rằng Oscar Seberer là một điệp viên bị bỏ sót trong vụ bắt giữ mạng lưới Klaus Fund, chính là Perseus. Seberer là một kỹ sư người Mỹ nhập ngũ quân đội Hoa Kỳ vào năm 1942. Và giống như tất cả các anh chị em của mình, ông có thiện cảm với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Với trình độ học vấn là một kỹ sư, Seberer được bổ nhiệm vào biệt đội kỹ sư đặc biệt, một chương trình tìm kiếm các thành viên của quân đội có kỹ năng hoặc đào tạo kỹ thuật cụ thể để đưa họ vào dự án Manhattan. Tuy nhiên, Hennes và Clell nhấn mạnh rằng không nên đồng nhất Seberer với Perseus, vì mặc dù Perseus có thể là một phát minh, nhưng cuộc đời và hồ sơ của Seberer thì không có liên quan tới các đặc điểm được cho là của Perseus. Và đó cũng được coi là những cáo buộc cuối cùng chứng minh về tính thực hư của siêu điệp viên Liên Xô có tên là Perseus. Cho đến tận bây giờ, trong khi phía CIA đã khẳng định trong hồ sơ mới nhất về vụ gián điệp Liên Xô tại phòng thí nghiệm Los Alamos vào năm 2019 rằng Perseus không có thật, thì trong hồ sơ của Trung tâm Lịch sử Mật mã thuộc NSA thì lại mô tả nhân vật có một danh là Perse là quan trọng nhưng vẫn chưa được xác định. Qua đó, ngầm tuyên bố rằng có thể là Perse, Fogel hay Perseus là có thật. Còn về phía Nga, quốc gia kế tục Liên Xô, đến giờ, chính phủ nước này vẫn không công bố thêm bất cứ điều gì về Perseus, khiến sự tồn tại của nhân vật này ngày càng trở nên bí ẩn hơn. Trong cái tình trạng thực hư bất phân đó, những nhân vật có liên hệ với Perseus cứ từng người một lần lượt đi gặp các cụ Karl Marx, cụ Lenin, trong tâm thế quyết bảo vệ danh tính thật của đồng đội tới cùng. Mới đây nhất, ngày 1 tháng 7 năm 2014, gián điệp Liên Xô David Greengrass, người cuối cùng được cho là biết Perseus, cũng đã qua đời. Và thế là đến bây giờ, chỉ còn có trời biết, đất biết, có thể là thêm chính phủ Nga biết và bản thân Perseus biết
ai mới là Perseus mà thôi. Mà kể cả có thật đi chăng nữa thì cũng không chắc là Perseus còn sống. Vì nếu căn cứ theo dự đoán từ phía Seiya, giờ ông có khi phải tới 110 tuổi rồi. Con người thì hiếm ai sống được tới cái tuổi này lắm. Hay liệu có khi nào Perseus là một tổ chức có tính kế thừa chăng? Nếu như thế thì thực sự nể phục thay cho một tổ chức tình báo đã có tuổi đời tới 80 năm tuổi mà vẫn không bị phát hiện. Về phía Liên Xô, không ngoa khi nói rằng đây là một chiến công vô cùng hiển hách của tình báo đất này, khi đã khiến kẻ thù không đội trời chung của mình phải truy tìm một con người trong tâm thế hoang mang tột độ. Càng tìm càng không lần ra manh mối, thậm chí tới một phác thảo chân dung cũng không có gì rõ ràng. Chỉ tiếc rằng chiến thắng này đã không giúp cho Liên Xô nắm giữ toàn bộ đại cục trong cuộc chiến tranh lạnh. Còn về phía Mỹ, đến thời điểm hiện tại, cái tên Perseus vẫn trở thành đề tài bàn tán, điều tra của những nhà nghiên cứu lịch sử, quân sự, thám tử. Thậm chí, hãng game đình đám Activision còn bị cuốn hút về huyền thoại này tới mức làm hẳn một phần game Call of Duty có tên là Break of Cold War. Dĩ nhiên là vì đời không ép người ta phải viết đúng sự thật, nhất là với những điều bí ẩn như này, nên cái kết tìm thấy và tiêu diệt Perseus của tình báo Mỹ trong game cũng hiển nhiên là hư cấu nhá. Đừng có tin.